Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 nữ mạng. Những người tuổi Giáp Ngọ, nữ mạng đa phần đều có cuộc sống suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên ở giai đoạn mỗi cuộc đời thì lại có những điểm cần bàn luận và lưu tâm hoàn toàn khác nhau. Những điều mà Phong thủy Gia Cát sắp chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ dựa trên số tuổi, cung mệnh và giới tính của quý vị để phân tích, luận giải một cách chính xác nhất. Và đương nhiên là nếu như lúc này quý vị đang hứng thú thì hãy ngồi xuống uống một tách trà và cùng đàm đạo về bộ môn tử vi số mệnh cùng với Phong thủy Gia Cát, xem phần nào thuận, phần nào chưa xuôi. Từ đó có sự chiêm nghiệm và truyền lại cho con cháu quý vị đời sau. Gia chủ nữ mạng Giáp Ngọ sinh năm 1954, có cung mệnh thuộc cung ly, mạng sa trung kim, vàng trong cát, xương con ngựa, tướng tinh con chim chỉ, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Giáp Ngọ cung ly mạng kim, vàng trong bãi cát nếu tìm giàu ngay, nếu sinh thuận, thìn tuất sửu, thân dậu, 6 tháng, ít ai dám bì. Hạ xuân lỗi số gian nan, tị ngọ 2 tháng chẳng sang chút nào, lỗi xanh cực nhọc biết bao, tiền bạc chẳng thấy, thân dày đó đây, nhưng người tính nóng hay gây. Ấy là Giáp Ngọ số nàng chẳng sai, tánh người chẳng chịu hiếp ai, gặp mạnh đuổi yếu, ra tay binh liền, nhưng mà phải lỡ đò duyên. Nhiều khi đau ốm đứng ngồi chẳng nên, đàn bà Giáp Ngọ chẳng hiền, gặp chồng lớn mạng phải nhường nhịn ngay. Tổng quan, những người tuổi Giáp Ngọ nữ mạng đa phần đều có cuộc đời suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng lạn, từ trung vận trở đi, đến hậu vận thì tài lộc dồi dào. Những người tuổi Ngọ nữ có thể hưởng thọ trung bình từ 78 đến 89 tuổi nhưng còn phụ thuộc vào cách sống của từng người mà kỷ niên được tăng hay bị giảm. Nếu sống tích phúc, tích đức thì ắt kỷ niên sẽ được tăng lên. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được trường thọ an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên nữ quý gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh khi bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an, vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên, vài vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nữ mạng Giáp Ngọ được chia thành 3 trường hợp như sau. Tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần nếu như bạn sinh vào tháng 1 và tháng 11 âm lịch. Con số sẽ giảm xuống còn 2 nếu như bạn được sinh hạ vào tháng 2, 5, 6, 9 và 10 âm lịch. Chuyện tình duyên viên mãn, vợ chồng yêu thương nhau đến trọn đời, tình duyên không bao giờ thay đổi khi bạn sinh vào các tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch. Gia đạo công danh, vào tiền vận. Gia đạo có chút rắc rối, mâu thuẫn nhỏ nhưng đến trung vận và hậu vận thì vô cùng yên vui, hạnh phúc. Từ trung vận trở đi, công danh sự nghiệp trọn vẹn, tiền bạc dư dật, cuộc sống đủ đầy. Tuổi hợp làm ăn. Công việc sẽ thành công, ít gặp trắc trở, trở ngại khi bạn hùn hạp làm ăn với các tuổi Giáp Ngọ, Bính Thân và Nhâm Dần. Lựa chọn vợ chồng. Nếu kết hôn với các tuổi Giáp Ngọ, Bính Thân, Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần và Quý Tỵ, bạn sẽ có được hạnh phúc suốt đời, gia đạo êm ấm, tài lộc dồi dào, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bạn kết hôn với các nam mạng tuổi Mậu Tuất và Nhâm Thìn thì cuộc sống của bạn chỉ vượng phát về mặt tình duyên, còn tài lộc sẽ không dư giả.
Còn nếu bạn kết hôn với 2 tuổi Ất Mùi và Tân Sửu thì cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều vất vả cả về tình duyên lẫn tiền bạc. Bạn không nên kết duyên vào các năm xung khắc 18, 19, 25, 30, 31, 37 và 42 tuổi sẽ tránh được những trắc trở trong hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Đinh Dậu, Quý Mão, Kỷ Dậu và Tân Mão là 4 tuổi Đại Kỵ với giáp ngọ nữ mạng. Nếu hợp tác làm ăn thì nguy cơ thất bại thua lỗ là rất cao, còn nên duyên vợ chồng thì tình duyên sẽ dang dở. Gặp tuổi Đại Kỵ thì phải hết sức thận trọng và giản dị trong mọi công việc. Nếu chót lỡ thương yêu nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, giáp ngọ nữ mạng có đại hạn vào các năm 24, 30, 34 và 37 tuổi. Bạn nên hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro, đau ốm, bệnh tật hay tai ách bất ngờ xảy đến. Công danh sự nghiệp và tiền bạc vào những năm này không được hanh thông, suôn sẻ. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích bất hòa. Thêm nữa, xét trong năm tuổi âm 69 này, bản mệnh gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là hung tinh chủ về khẩu thiệt thị phi, nghĩa là liên quan đến lời ăn tiếng nói, dễ vạ miệng, gặp điều tiếng, tranh chấp liên quan đến công quyền. Chưa kể người bị sao này chiếu mệnh còn dễ hao tán tiền của, đa sầu đa cảm, rước bệnh vào người. Lời khuyên cho bản mệnh là nên tu dưỡng tâm tính, tránh khinh suất, một điều nhịn, chín điều lành. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có 3 con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an, thu hút người tốt và vận khí cát lành đến với mình. Quý gia chủ có thể tham khảo vòng tam hợp quý thần, bộ tuổi dần ngọ tốt để chiêu cầu quý nhân hóa giải thị phi, hòa hợp các mối quan hệ. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mã não đỏ khắc hình 3 linh vật dần, ngọ, tuất, mang năng lượng hội tụ, hộ thân, trợ lực hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, dần, ngọ, tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng hỗ trợ cho từng gia chủ một cách tối đa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nữ mạng tuổi Giáp Ngọ nên xuất hành vào ngày chẵn, tháng lẻ và giờ chẵn, mọi việc sẽ suôn sẻ thuận lợi, được như ý nguyện, diễn biến từng năm. Từ năm 20 đến 25 tuổi, mọi sự đều tốt đẹp, tình cảm vượng phát, công danh rộng mở. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, tiền đồ công danh ngày càng sáng lạn, công việc phát triển thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, vận may song hành với bạn trong công việc làm ăn, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận. Đi làm ăn xa bạn càng thu được nhiều thành công. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi có nhiều thành công lớn trong công việc và tài lộc cũng như tình cảm. Năm 37 và 38 tuổi, sức khỏe giảm sút, kéo theo cuộc sống và tài lộc đi xuống. Năm 39 và 40 tuổi, bạn sẽ có nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm nhưng vẫn nên cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều thuận lợi nhưng gia đạo rối ren, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, đây là khoảng thời gian ổn định, không có nhiều biến động. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, cuộc đời có nhiều biến động, cần chú ý đến các công việc liên quan đến tiền bạc, đề phòng hao tổn và sức khỏe. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi chọn đời sinh năm 1954 nữ mạng đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ giúp cho quý gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay là khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người thì mới có thể đem lại may mắn, bình an, tài lộc và vẹn tròn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình.